khán giả của Việt Vision, thưa quý vị và các bạn, một buổi sớm cuối đông, chúng ta đã thấy là không khí tiết trời Hà Nội hôm nay rất lạnh, mưa ẩm, trời nồm, và chúng ta thấy sau lưng Bảo Trâm thì rất là nhiều lá rụng đêm qua. Vâng, ngoài trời không khí lạnh như vậy nhưng mà Bảo Trâm rất thấy ấm lòng và phải nói xúc động thực sự khi được nhìn hình ảnh rất chân thực một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ bé ở xứ Cali, nơi mà từ trước tới nay chúng ta biết đến với cái biệt danh là thủ đô chống cộng ở giữa Cali. Nhưng mà người phụ nữ này, một Bắc Việt kiều này, đã luôn hướng về Tổ quốc, và đặc biệt trong dịp ngày lễ trọng đại của Tổ quốc như mùng 2 tháng 9 hay 30 tháng 4 thì người phụ nữ này và người chồng của mình, hai bác tuy lớn tuổi nhưng mà cũng đã cắm cúi. Mình rất xúc động khi nhìn hình ảnh hai vợ chồng bác này đã chăn trở mấy ngày mấy đêm để tìm cách mà treo được lá cờ lên, làm sao khi mà lời bài hát tiếng quân ca vừa dứt thì lá cờ cũng được thượng lên đúng chỗ để chào mừng cái ngày mùng 2 tháng 9 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, Bảo Trâm muốn nói đến đó là cô Lâm Phú Châu ở California, và những hình ảnh chân thực ngay sau đây chúng ta xem trên màn hình thì chúng ta sẽ thấy đây là những hình ảnh mà chưa từng được công bố. Chúng ta đã biết rằng là năm ngoái vào dịp mùng 2 tháng 9, khi mà những Việt kiều yêu nước ở Cali đã tập hợp lại và hát quốc ca để chào mừng ngày mùng 2 tháng 9 để có hình ảnh chân thực và trang trọng với cờ đỏ sao vàng được treo ở sau lưng, cũng như lời bài hát tiếng quân ca được vang lên. Chúng tôi hiểu là các bác rất vất vả khi một người phụ nữ như cô Châu không, có lẽ là không am hiểu về kỹ thuật như đàn ông, nhưng không hiểu cô mình mò như thế nào mà lại treo được lá cờ lên khi bài hát, lời bài hát vừa dứt. Vâng, và đây là những hình ảnh rất chân thực đằng sau mà Đức Lăng Quân, tức là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, đã bí mật ghi lại và gửi cho Bảo Trâm. Chúng ta cùng xem và cảm nhận được tấm lòng của một Việt kiều hướng về quê hương đất nước như nào từ nhiều năm nay rồi, và cũng không khoa trương hay là hình thức. Vâng, xin mời các bạn chuẩn bị chuẩn bị cái hệ thống kéo cờ. Đây, tiếp em ướm thử cái này lên, em đứng bên trong em ướm thử lên, rồi anh bên ngoài coi cái lá cờ nó như thế nào, coi đẹp hay không nha. Ấm mạnh không được. Rồi anh coi thử anh treo đứng như thế này coi nó được hay không. Không được, cái cánh nó không có thẳng lên trên trời. Ồ, như vậy là cái như vậy là tầm bậy rồi. Ok, thôi để hạ xuống. Tìm được cái móc này, dán nó vào đây, xong rồi cho nó thêm một tí keo này nữa cho nó chắc ăn, rồi nữa kéo cái sợi dây cờ qua chỗ này, xoay cờ ngang thì lại kiếm cái cây cho nó xỏ vào đây. Đâu xài hai cái cây này nó vào đây, nó chật quá. Bây giờ tháo ra để sửa lại, nối sao mà cho hai cái cây cho nó ốm cái chỗ nối ốm. Hai cái mà chồng lên nhau thì luồn qua cái chỗ này nó không có được. Do đó bây giờ là phải lấy cái đoạn này nè, nó bé hơn. Bây giờ là phải cắt cái đoạn này ra để mà nối kèm với cái này, chứ còn nối hai bên nối hai cái này thì to. Lấy cái này kèm hai cái nối với nhau thì có lẽ được. Giờ là phải cắt. Được rồi. Có được cái thanh này kèm vô đây thì nó nhỏ hơn hai cái cây nhập lại. Quấn nó vào, nối thì nó mới dài được. Thôi để chốc nữa. Để xem bên này coi. Bên này có thể được. Đấy. Cho nó vào.
nó đi nó kèm cái chiều dài chứ đừng có. Được rồi, bây giờ làm sao để móc cái này lên, kéo nó lên. Giờ là phải có cái hai cái móc ở đây, đục cái này coi. Này được á, được đó. Kim để đo coi từ cái móc kia, từ cái móc kia ra ngoài đĩa là bao nhiêu cái đó. Bấm lên để đo cái chiều dài từ cái chỗ này vô trong cái móc. 12 inch, vậy thì là cái lá cờ nó sẽ từ đây nè qua bên kia, do đó là em sẽ may cái một cái vòng tròn nó hút cái này lên, đính vào cái này. Đính thấy không? Dạ, tôi nói cho ông nghe, cái này á là tôi cuộn như thế này nhé. Xong rồi á, bên kia cũng vậy. Xong rồi ông biết tại sao tôi thắt cái nút này không? Cái nút này á, khi nào bây giờ kéo lại lên. Kéo lên cái tới khi cái móc cho hàng móc lại tới đây không, xong rồi để thế này là nó mắc kẹt cái móc là nó không có trở ngược xuống, thành ra nó đỡ hơn đó. Bây giờ đem mà thử nha bố ơi, tiếp nữa giờ thử cái mặt bên đây, nhưng mà tới chừng mình làm thiệt thì mình làm cái mặt bên kia. Bán cái này, bán lên cái móc nha. Như thế này. Đây, bây giờ kéo thử nha. Đây, kéo thử đó, thử cái lồng lọc. Được cái nút này thì phải có cái người ở đây phải làm đây. Xong rồi ở đây là mình ở đằng, cái này là xem như đằng sau mà cái này ở đằng trước, thế là mình cột dây cờ lại. Gồng lên giữa đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù.